trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Động lực khiến Armenia xoay trục khỏi Nga Máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga gặp nạn gần Moscow Theo nhận định của Burak Kaliskan, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Trung Á, chính sách đối ngoại của Nga và địa chính trị Á-Âu hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học York, Canada với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12 tháng 3. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người lên nắm quyền vào năm 2018 với các cuộc biểu tình được gọi là cách mạng nhung, tuyên bố rằng ông sẽ cứu nước này khỏi nạn tham nhũng và nền chính trị kiểu cũ. Tuy nhiên, thất bại nặng nề của Armenia trong chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai bắt đầu vào tháng 9 năm 2020 và kéo dài 44 ngày đã khiến thủ tướng Pashinyan trở thành tâm điểm chỉ trích. Những người phản đối ông Pashinyan cho rằng chính phủ Armenia không thực hiện được những cải cách đã cam kết và vì đã thua trong cuộc chiến với Azerbaijan, gia tộc Karabakh cai trị Armenia từ khi độc lập cho đến năm 2018 đang dẫn đầu phe đối lập dân tộc chủ nghĩa bằng cách kêu gọi thủ tướng Pashinyan từ chức. Ông Pashinyan, người phải từ chức vào tháng 4 năm 2021, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với hơn 50% số phiếu trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức vào tháng 6 cùng năm. Chuyên gia Kaliskan cho rằng công chúng Armenia, những người đã bị thao túng trong nhiều năm bởi các chế độ cai trị, truyền thông và cộng đồng người hải ngoại ở phương Tây, đã trải qua sự thất vọng lớn khi gần 30 năm chiếm đóng Nagorno-Karabakh của họ kết thúc, những gì còn lại là một nền kinh tế có nhiều vấn đề và một đất nước đã trở nên phụ thuộc vào các nguồn lực nước ngoài. Trong khi viện trợ kinh tế của cộng đồng người Armenia ở nước ngoài và Nga đã định hướng chính sách đối ngoại của Yerevan trong nhiều năm, thì nền kinh tế chiến tranh đã khiến điều kiện sống của người dân Armenia trở nên khó khăn. Những lý do này cùng với việc không bầu được cựu Tổng thống Armenia Robert Kocharyan, một trong những nhân vật quan trọng nhất của nền chính trị cũ với các vụ án tham nhũng đang được điều tra, đã đặt ra nhu cầu của người dân Armenia về một nền chính trị mới. Thủ tướng Pashinyan, người nhận thức được các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội của Armenia, Phản đối chính trị dân tộc chủ nghĩa đang tìm cách phá vỡ ảnh hưởng của gia tộc Karabakh theo chủ nghĩa dân tộc và cộng đồng người Armenia hải ngoại vốn ủng hộ chiến tranh và xa rời thực tế khu vực trong nền chính trị quốc gia. Chỉ trích các chính sách được áp dụng trong những năm trước đây, thủ tướng Pashinyan đang nỗ lực thu hút công chúng bằng cách tuyên bố rằng hiện trạng mới ở Nagorno-Karabakh sẽ tích cực hơn cho tương lai của Armenia. Trong bối cảnh đó, những cải cách pháp lý và kinh tế điều mà người dân Armenia cũng mong muốn có thể thực hiện được bằng cách tiến hành các bước đi đúng đắn trong chính sách đối ngoại. Quá trình này bắt đầu với việc Yerevan tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Nga với Armenia và thực hiện chính sách thân phương Tây. Thủ tướng Pashinyan, người nổi tiếng với những bình luận chống Moscow khi còn ở phe đối lập, bắt đầu thực hiện những toán tính trên một cách rõ ràng hơn sau cuộc chiến Nagorno-Karabakh năm 2020, đặc biệt vào tháng 2 vừa qua, thông báo của thủ tướng Pashinyan rằng Armenia đã đình chỉ tư cách thành viên của mình trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu đã làm gia tăng các cuộc thảo luận về sự xoay trục trong chính sách đối ngoại của Yerevan. Trên thực tế, sự thay đổi cục diện của cuộc chiến Nagorno-Karabakh lần thứ hai đã khuyến khích Armenia tạo ra một chính sách đối ngoại đa chiều, trong đó nước này vừa cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, vừa cải thiện quan hệ với phương Tây. Về điểm này, Thủ tướng Pashinyan, người tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào tháng 6 năm 2023 cho rằng việc bình thường hóa quan hệ với Ankara là yếu tố quan trọng nhất đối với Armenia. Trong khi đó, quốc gia tỏ ra quan tâm nhất đến xu hướng chính sách đối ngoại thân phương Tây của Armenia là Pháp. Các cuộc đàm phán đã diễn ra giữa hai nước về các thỏa thuận an ninh và viện trợ quân sự khác nhau trên thực tế việc xích lại gần nhau này đã khiến pháp công khai theo đuổi chính sách chống azerbaijan và quan hệ baku paris xấu đi trong một thời gian ngắn có thể nói pháp lo ngại trước ảnh hưởng ngày càng tăng của thổ nhĩ kỳ ở châu phi đang nỗ lực giành được một vai trò mới ở nam caucasus như một phản ứng địa chính trị theo RT, trong ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc máy bay vận tải quân sự IL-76 bị rơi sau khi cất cánh từ một sân bay ở vùng Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 250 km về phía đông, cách biên giới với Ukraine hơn 700 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân dẫn tới sự cố có thể là do một động cơ gặp trục trặc. Vào thời điểm xảy ra sự việc, có 15 người trên máy bay, bao gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra thông báo chính thức thương vong và thiệt hại sau vụ việc. Tuy vậy, kênh truyền thông 112 có liên hệ với cơ quan an ninh Nga tiết lộ rằng toàn bộ 15 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Truyền thông Nga cho biết, sự cố xảy ra ở gần căn cứ không quân Severny không lâu sau khi cất cánh. Phi công điều khiển chiếc IL-76 đã cố gắng đưa máy bay trở lại căn cứ nhưng không thành công, rồi buộc phải chuyển hướng để tránh các khu vực đông dân cư máy bay cuối cùng rơi xuống gần một nghĩa trang. Thống đốc vùng Ivanovo, ông Vokresensky đã đến hiện trường, bày tỏ lời chia buồn và yêu cầu cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự IL-76 thứ hai ở Nga kể từ đầu năm. Vụ tai nạn lần trước xảy ra vào ngày 24 tháng 1, phía Nga cho rằng do lực lượng vũ trang Ukraine cố tình bắn rơi khi chiếc máy bay đang bay trên vùng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó cho biết vận tải cơ IL-76 với kíp lái 6 người chở 65 tù binh Ukraine cùng 3 quân nhân áp giải bị lực lượng Ukraine bắn hạ bằng tên lửa phòng không phóng từ Lipsy, tỉnh Kharkov. Máy bay rơi tại tỉnh Belgorod khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Cơ quan an ninh Ukraine ngay sau đó cũng thông báo đã mở vụ án hình sự về vụ rơi máy bay Nga. Quân đội Ukraine phủ nhận cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đã bắn hạ chiếc máy bay vận tải quân sự. Kiev cho rằng những cáo buộc này được lên kế hoạch nhằm gây bất ổn tình hình trong nước và làm suy yếu sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Ukraine. Ilyushin Il-76 là máy bay vận tải quân sự được ra mắt vào năm 1971. Từ đó đến nay, Il-76 đã trở thành một trong những phương tiện vận chuyển chính của không quân Nga, đồng thời được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 12 tháng 3 thông báo, thay mặt Tổng thống Biden, tôi công bố gói hỗ trợ an ninh khẩn cấp và lô vũ khí thiết bị trị giá 300 triệu đô la Mỹ để giải quyết một số nhu cầu cấp bách của Ukraine. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng và chúng tôi cần hành động nhanh nhất có thể. Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói lô hàng sẽ gồm tên lửa phòng không FIM-92 Stinger, đạn rocket cho tổ hợp pháo HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm súng chống tăng AT4, đạn cho vũ khí cá nhân, vật tư cho hệ thống phá hủy vật cản, phụ tùng và các thiết bị phụ trợ khác. Ông Sullivan cho biết gói viện trợ quân sự mới chỉ cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine trong vài tuần. Ông Sullivan nói gói này không thể ngăn Ukraine hết đạn, gói này không thể thay thế và không giúp trì hoãn nhu cầu quan trọng là thông qua dự luật an ninh của nước đảng. Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ tiết kiệm những khoản mua sắm gần đây của lầu năm góc và để ra được khoản 300 triệu đô la Mỹ nói trên. Đây là gói viện trợ tương đối nhỏ để cung cấp cho Ukraine những thứ tối thiểu mà họ cần trong thời gian ngắn, theo một quan chức quốc phòng Mỹ. Khoản tiết kiệm mới cho phép chúng tôi bù đắp chi phí cho lô vũ khí rút từ kho này. Đây là sự kiện chưa có tiền lệ, do đó chúng tôi cần hạ viện Mỹ hành động. Trong khi đó, Điện Kremlin liên tục cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho rằng điều này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài đồng thời nhấn mạnh các nước NATO đang đùa với lửa bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của Moscow, cảnh báo Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ ở Anh, Đức, Italia và nhiều nước khác. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, từ khi Đảng Cộng Hòa tiếp quản Hạ viện Mỹ từ tay Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2023, Nhà Trắng gặp nhiều khó khăn trong việc bổ sung nguồn viện trợ vũ khí cho Kiev. Sự phản đối của các nghị sĩ Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine bước sang năm thứ ba xung đột với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng Antony Blinken cũng như nhiều quan chức chính quyền Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp nước này duy trì hỗ trợ Ukraine. Cùng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Gần đây, phóng viên tờ The Sun đã có dịp tháp tùng đội quân Ukraine dùng xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp để chống lại lực lượng Nga. Các binh sĩ Ukraine đã ca ngợi khả năng bắn chính xác của xe tăng Challenger 2 được trang bị pháo chính 120mm. Theo The Sun, một chiếc xe tăng Challenger 2 đã khai hỏa khi đang di chuyển với khẩu pháo chĩa sang một bên. Chỉ huy một đội xe tăng Ukraine được người Anh huấn luyện, người có biệt hiệu Kaifarik, cho hay điều tuyệt vời nhất ở Challenger 2 là khẩu pháo của nó Kefric 26 tuổi chia sẻ, tôi thích cho laser 2, nó giống như một tay bắn tỉa, rất chính xác. Kefric nhấn mạnh, nó có thể bắn chính xác và có lớp giáp tốt. Nó là một vũ khí thực sự mạnh, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nó được sử dụng. Kefric cho hay, đội xe tăng cho laser của anh thường xuyên khai hỏa nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách 4,5 km, nhưng phần lớn các nhiệm vụ của họ là bắn vào các vị trí bọc thép của Nga, bao gồm các hầm trú ẩn và xe bộ binh. Cảnh phát đích khẳng định, quãng đường chúng tôi khai hỏa xa nhất là 4,5 km, nó cực kỳ chính xác, nó đã bắn trúng mục tiêu.